Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây lại tiếp tục là một đôi loa nhất độc nhì hiếm ba tìm kiếm là không ra. Đấy. Đây là một đôi loa có nguồn gốc xuất xứ là tại khu vực châu Âu. Đầu tiên em giới thiệu các bác là thương hiệu loa. Đây là Philips, một trong những tập đoàn, những công ty sản xuất những sản phẩm thiết bị điện tử, đồ tiêu dùng hoặc là thiết bị máy móc dùng trong những ngành công nghiệp như là ngành y tế này, công nghiệp nặng này, công nghiệp nhẹ này, rồi là máy tính, tivi, nói chung là chuyên về điện tử, một công ty rất là lớn đấy, rất là lớn trên toàn cầu nha. Philips, ngày xưa các bác mua những cái đồ điện tử ấy, nếu mà có tò mò tháo mở ra thì bên trong những cái tivi ngày xưa ít nhất cũng phải 1 đến 2 con IC của hãng Philips. Còn những cái hàng gọi là điện tử nghe nhạc hay là điện tử giải trí cao cấp hơn như là đầu đĩa Omnifire, Free Omni, nói chung là những đồ điện tử chuyên dùng nghe nhạc, ít nhiều phải dăm 3 con IC của Philips là chuyện bình thường. Thì hôm nay em giới thiệu với các bác một trong những dòng loa có phải gọi là nhất độc nhì lạ, thứ ba là hiếm nữa, tìm mua ở Việt Nam chưa chắc đã có đôi thứ hai nha. Với cái dòng loa này thì các bác có thể để lấy tiếng đời hoặc là các bác chế hay làm cái gì đó thì tùy, nó đắt là ở cái giá trị sưu tầm chứ thật ra công suất nó không lớn đâu. Đấy, đây nha, thì em sẽ cho các bác xem này, thùng của nó có một cái tai đây và ốc để treo để nó đứng như thế này. Thì đây, một đôi này em vừa tháo ra, thì một chiếc này là về đến Việt Nam là mới xếp, nó không biết là kiểu gì này, đấu tắt đấu nối kiểu này, đấu tắt này. Đấy. Và đây bên trong của nó là em sẽ cho các bác xem cái củ loa. Đây là phần củ loa. Củ loa được sản xuất tại Bỉ. Còn cái cục biến áp này thì sản xuất tại Germany, tức là Đức. Còn cái hộp thì sản xuất tại Hà Lan. Các bác đã thấy chưa? Các bác đã thấy cái loa nào nó khiếp như cái loa này chưa? Thì đây, em đặt đứng lên đây nhá. Đấy, cái này em vừa tháo sẵn ra rồi. Cái này em vừa tháo sẵn ra rồi. Đấy. Cái hàng này em nói thật các bác, nói nhiều người không tin, nhưng mà em nói thật luôn, được chưa? Made in Germany, biến áp của Philips nhưng mà đặt trụ sở sản xuất là tại Đức, tổ hợp Liên minh châu Âu EU đấy, được chưa? Giống kiểu như là bây giờ NATO và các nước đồng minh châu Âu đang gọi Ukraine của hàng xóm của Nga vào Liên minh châu Âu EU với NATO hay gì gì đấy. Nhưng nói chung là các cái phần vấn đề liên quan đến châu Âu giờ nó đang hơi hot nên này em cũng vớ được cái này. Đấy, không biết nó có liên quan gì không. Không biết đăng video này nên có bom nó bay vào nhà không chứ. Đấy, biến áp của nó đây. Cái này của nó là sử dụng nguồn điện 100V. 70V cũng được. Ok chưa? Đấy. 12W, 6W, 3W. 0 ohm này, 4 ohm này, 8 ohm này. Các kiểu nó đấu của nó đây. Bên trong thùng của nó có đúng một cái miếng xốp này. Khiếp. Đây, còn đây là cái phần củ loa. Sản xuất tại Bỉ. Bên trong thùng nó có đúng một cái miếng này, sau đó là biến áp. Cái này thì nó cũng chỉ gọi là nó hút một số cái phần gọi là âm thanh thôi, nghe tiếng cho nó dày tiếng hơn một tí thôi chứ chả có gì. Cặp này thì không biết là thị trường giá bao nhiêu. Nếu như cặp này vào những bác nào mà gọi là chuyên bán những hàng châu Âu, châu Mỹ thì em tin chắc là giá nó thổi đến 4 đến 5 triệu một chuyện bình thường. Nhưng riêng bên em bán chỉ có 2 triệu 2. Được chưa? Riêng bên em bán chỉ 2 triệu 2 một đôi, bao ship cho các bác về tự lần để đấu dây, hoặc là các bác lấy về thì em đấu sẵn rồi đấy, đấu sẵn âm dương về, các bác chỉ việc cản tụ là xong thôi, các bác kết hợp vào loa nghe nhạc hay làm gì đó thì tùy. Thì nói luôn các bác nha, các bác về là các bác tự nghiên cứu, chứ còn loa này em bao cho các bác là loa sống, được chưa? Thì về trong tình trạng này mấy hôm nay bán hết sạch đẩy rồi, không còn con đẩy nào để đây thử nữa. Âm ni không có.
với dòng loa này thì em tin chắc với các bác là nhiều các bác sẽ hỏi còn không em, em ơi em còn không đấy, em còn tuổi trăng tròn không nữa ấy, kiểu kiểu ấy. Đấy, nhất đồng này còn nhì hiếm nữa. Đúng là cái đồ này sao năm nay em kiểu ăn may nhỉ, tháng riêng thì bình thường thôi, sang tháng 2 nhiều cái ăn may thế. Vỡ được cái loa sáng nay cũng có mấy bác khách hỏi thế là đã bao nhiêu tiền một đôi cái đôi loa này, đôi super hỏa tiễn này đánh ba ray này, thì em bảo là lấy hai đôi là 20 triệu, khuyến mại cho các bác là 1 triệu, thế là còn 19 triệu bao ship cho các bác, làm phân tần đầy đủ cho các bác. Các bác chốt cái câu thôi thôi em ơi, em từ từ em bớt lại cho anh được không, để anh gom tiền anh thích quá rồi, bây giờ anh phải đi vay tiền đã, có gì chứ anh gọi lại nhớ. Hai bác gọi này, hai bác khách đều gọi đều đi vay tiền, không biết là hai ba có chốt không thì em cũng không biết được. Thì theo dự tính là hôm nay hoặc ngày mai hoặc vài bao nữa thì em sẽ báo bên bên chủ hàng gửi nốt mấy cái thùng nữa về để làm cả thẻ nhá. Cái sơn này thì em đang tìm được rồi, sơn là các cái làm đơn giản thôi, được chưa? Cặp này em bán 2,2 triệu nhá, là bao sống cho các bác, về các bác tự tìm đường mà đóng. Tặng cho các bác một đôi tụ 400V 4,7mm để cản tên lấy tiếng nòi, được chưa? Đấy, cái này các bác kết hợp cùng âm ni để nghe nhạc hỗ trợ thêm nòi thì được, hoặc các bác ghép vào những hệ thống loa vi tính của các bác nghe cũng được. Sản phẩm chính hãng tại Phinip. Cái này thì các bác tìm cái mã của nó là Phinip và model của nó là 3003, chỉ cần tìm model của nó là Phinip NBC 3003 là được, không cần tìm nhiều đâu, được chưa? Đây là một trong những dòng loa rất là độc, cực kỳ lạ và vô cùng là hiếm ở trên thị trường Việt Nam. Riêng thị trường Việt Nam thì em đã cam kết với các bác không có đôi thứ hai à? Có đúng một đôi em bán đấy, được chưa? Còn nếu mà có đôi thứ hai thì em không biết từ đâu mà ra, chắc có khi nó mang từ nước ngoài về nốt. Đấy, sao cái loa nó lại lạ thế nhỉ, được chưa? Thì loa nó có một cái đôi tay sách này để các bác treo lên, nó thành cái kiểu gì đấy thì tùy. Đây, ví dụ các bác treo lên thì nó sẽ như thế này đấy, hoặc là các bác đặt đứng lên thì nó sẽ thành kiểu như thế này đấy, trông như cứ như là tên lửa chống tăng trước cơ người đấy, được chưa? Các bác có thể đặt các kiểu. Rồi, giới thiệu thế thôi, các bác nào quan tâm thì lại trực tiếp nhá, em phải đăng video này sớm thôi. Đấy, chưa gì sáng sớm đã nói thụt hết cái lưỡi vào rồi, chứ các bác gọi điện nhiều quá. Ok, hẹn các bác trong clip lần sau nhá. Xin kính chào toàn thể các bác.